Chào các bạn nhé, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc phong liễu Trang Vị Khang. Thuốc này được nhập khẩu từ bên Hải Nam Trung Quốc. Uống rất là cũng hiệu quả đấy. Hoạt chất của thuốc gồm có hai thành phần là cây ngưu nhĩ phong và cây lai liễu. Bài thuốc bí truyền của từ bên Trung Quốc. Bào chế này là dạng cốm, hạt, vị ngọt, màu nâu, uống rất là dễ chịu. Tác dụng là kháng khuẩn, chống viêm, chống co thắt, giảm đau, giảm tiết axit dịch vị, chống loét, điều hòa chức năng của sinh lý dạ dày và ruột. Điều trị trong các trường hợp viêm dạ dày, đại tràng cấp và mãn tính, các trường hợp nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn. Cách dùng thì người lớn là ngày uống 3 lần, mỗi lần là một gói. Uống trước bữa ăn 15 phút, trẻ em mỗi lần là nửa gói, ngày uống 3 lần. Thuốc điều trị một đợt là 12 ngày. Hết một đợt các bạn có thể nghỉ và sau đó điều trị tiếp. Thận trọng dùng cho những bệnh nhân tiểu đường tại vì thuốc nó ngọt. Đấy, do nó là thận trọng. Ảnh hưởng lên lái xe và máy móc là không có. Không có ảnh hưởng gì nhá. Không gây buồn ngủ hay là không gây ảo giác biết gì khi mà dùng thuốc này. Thuốc này cũng chưa có tương tác với cái thuốc gì cả. Đấy. Rồi là các bạn yên tâm sử dụng. Tác dụng không mong muốn thì rất là hiếm gặp tại vì nó là thành phần thảo dược. Đó. Và nếu mà các bạn mà dùng thuốc tây lâu năm ấy, mà hiệu quả không đỡ mấy thì các bạn có thể chuyển sang cái dòng này dùng thử xem hiệu quả như thế nào. Đấy, vừa rồi tôi giới thiệu với các bạn là thuốc phong liễu Tràng Vị Khang. Đó. Điều trị về bệnh lý về đại tràng dạ dày. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ở dưới nhé. Comment ở dưới tôi sẽ trả lời cho các bạn về bệnh lý về đại tràng. Và xin chào các bạn.